Đây là công viên Bến Bạch Đằng nha mọi người. Đó. Buổi tối rất là đông vui luôn. Xe cộ đường phố rất là đông. Đó có xe buýt 2 tầng để tham quan nữa kìa. Bên kia đó giữa bên kia là phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Giờ mình đi tiếp xuống này nha. Đây là đối diện bên kia là Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Đó, buổi tối nay rất là mát nên ta đi thăm đi ra đây hóng gió. Bên kia là thành phố Thủ Đức, có bảng đèn led rất là bự. Người ta ngồi công viên chơi rất là vui. Này không nhớ rất là lý tưởng. Bên kia là bạn mình tiếp qua đây. Ngoài đây người ta ra người ta hóng gió, ôm ấp tình thương. Là có mấy đứa nhỏ chạy xe chạy rất là dễ thương. Bên đó là nhà ga tàu cao tốc Bến Bạch Đằng. Buổi tối này rất đẹp. Ra tàu cao tốc Bạch Đằng Speedway, có nhà hàng cà phê ăn uống trong này luôn nha. Đó, đây rồi có trang trí tới cả nhà. Giờ mình đi tiếp qua đây. Đó, có đâu có chiếc tàu, cá tàu đi tham quan trên sông Bạch Đằng.
đó giờ này ta chụp chụp áo dài đó, đó thấy cảnh Sài Gòn chưa, quá đẹp chưa. Tiếp qua bên này đó, này đẹp, bên kia đèn led là bên thành phố Thủ Đức nha. Đó, giờ là có chiếc tàu cá mập Du Thuyền á, trên sông Sài Gòn đi ăn uống tham quan đó mọi người. Còn bên đó là cái tòa nhà cao kế bên khách sạn Hilton. Giờ mình đi tiếp ha. Còn ở đằng xa xa bên tay phải mình là cà phê Catinat. Đây quán này đang nổi tiếng hot nhất luôn á. Cặp bờ sông rất là đông. Đó giờ này cũng chụp ánh dạng.